Hello, xin chào các bạn, mình là Min, đến từ website để mình lo.com, sống tiện nghi đi trải nghiệm ha. Hôm nay mình làm một cái video dạng vlog thì nói về một cái chủ đề về đời sống thôi, thông thường thôi. Sẵn là mình vừa đắp mặt nạ xong, mà cám gạo của Laden chờ xong, nhưng mà không có giới thiệu quảng cáo bán cám gạo gì đâu ha các bạn. Mình muốn bàn cho bạn về một cái chủ đề là những cái sắt, khi mà sắt về lỗ ha, thì sắt này rất là tiện, nó được làm thành hình hai mặt nó như hình chữ V, nhưng thật ra nó là cạnh nó là vuông góc 90 độ ha, chữ V. Nếu mà chúng ta lật lên thì kêu bằng chữ V, còn không á thì nó cũng có thể hình chữ L, các thể loại nó đục rất là nhiều những cái lỗ. Thì như các bạn thấy là mình đang đứng ở trong một cái phòng máy giặt ha, phòng này mình để máy giặt. Khi mà giặt đồ xong á, mình sẽ lấy đồ ha và mình phơi lên trên đây tạm thời, và xong mình mới đem ra cái xào bên ngoài. Và các bạn cũng thấy ở đây mình có cái cái kệ nữa ha, cái kệ mình để đồ bán hoặc là để những cái món linh tinh á, thì cũng làm bằng sắt vê lỗ thôi. Cái kệ này mình làm giá khoảng 400 mấy chục ngàn, chưa cái tính cái tiền mà gạch lót hoặc là dán hoặc là những cái thứ để lót kể nha. Còn cái những cái xào đồ quần áo như thế này, các bạn thấy á là chúng ta làm một cái xào, nó sắt vi lỗ này nó sẽ bán theo mét, thì các bạn mua càng dài á thì nó sẽ càng mắc. Và chúng ta sử dụng những cái cặp ke để chúng ta bắt trên tường ha. Ở vị trí này á thì như các bạn thấy là mình gắn nó ngang như thế này để mình máng đồ thôi, chứ không có làm kệ được. Nếu mà các bạn bắt cặp tường thì các bạn làm vừa xào đồ vừa kệ luôn, rất là phù hợp với các bạn sinh viên cũng như là chúng ta ở gia đình hoặc ở phòng trọ. Chúng ta cần cái không gian mà để nó gọn gãy thì chúng ta cho nó lên kệ hết. Thì những cái sắt này với những cái cặp ke này là cái rẻ nhất để chúng ta có thể làm được những cái điều đó ha. Thì mình sẽ dẫn với các bạn ra xem một cái xào quần áo ở phía bên ngoài cái chỗ mình ở, và mình làm cái xào dài hơn và nó cũng là sắt vê lỗ ha. Mời các bạn. Ok, để mình đổi nhé. Thì các bạn thấy ở đây là phía trước nhà chỗ mình ở, và mình làm một cái xào quần áo ha, phơi gió thôi, tại vì đồ từ trong máy giặt ra thì nó đã rất là khô, nó không còn nước nữa, chúng ta chỉ cần phơi gió thôi là nó đã khô, nó không có bị hư độ của mình giống như là chúng ta phơi ngoài trời nắng ha. Thì các bạn nhìn đây, ở đây mình sử dụng ba cái, một cặp ke là ba cái ike ha, ba cái ke chứ không phải ba cái ike. Các bạn thấy lợi ích của nó là nó có những cái lỗ, rất là nhiều cái lỗ, chúng ta có thể máng quần áo mà không lo nó chạy tới chạy lui ha, không chạy tới chạy lui. Một cái xào độ khoảng 2 mét như thế này á thì mình máng đồ của hai vợ chồng mình máng một lần giặt rất là nhiều, các bạn thấy đây. Rất là nhiều ha. Và nếu mà các bạn máng thưa thì đồ mà chúng ta nó mau khô, còn nếu các bạn có thể máng với mật độ mà từng lỗ như thậm chí các bạn có thể máng 3-4 cái móc ở một cái lỗ luôn cũng vẫn được. Thì như vậy nếu mà xào chúng ta chịu lực rất là tốt. Nếu mà chúng ta bắt những con ốc mà cỡ lớn như thế này, các bạn thấy đây ha, mình sử dụng sắt kê nhựa khoảng 8 ly hoặc 10 ly, và mình bắt nó sâu như thế này thì xào nó rất là chắc. Cái kỹ thuật mà khoan để cho nó chính xác cũng như là kinh nghiệm mà sử dụng khoan đó, thì mình sẽ làm giới thiệu các bạn trong một cái clip sau ha. Sẵn đây mình sẽ dẫn cho các bạn coi một cái xào quần áo cũ mà theo kiểu mà sắt, không dùng sắt vê lỗ thì chúng ta xài rất là bất tiện. Ở đây là một cái xào quần áo làm theo kiểu làm sắt trơn ha, rất là người ta phải mắc dây chuyền như thế này để đựng cho nó bị văng, bị trượt tới được lui, nhưng mà nó không có máng được nhiều đồ và nó rất là bất tiện. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.